Xin chào các bạn. Đối với những người quan tâm đến đầu tư và tài chính thì chắc hẳn trong 2 ngày cuối tuần vừa rồi mọi người đều biết những cái thông tin liên quan đến Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Rất là nhiều người đã bất ngờ về con số mà có thể bị mất trong vụ án này lên đến hơn 12 tỷ đô. Đây là một con số rất là lớn và mọi người sẽ đem ra so sánh với tổng tài sản của 5 tỷ phú lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên theo tôi thì trong giới tài chính mọi người đều không bị ngạc nhiên bởi những con số này. Trong khoa học tài chính cá nhân, The Intelligent Investor của chúng tôi thì chúng tôi thường hay khuyến khích các bạn học viên là nên đọc báo cáo tài chính, nên hiểu những con số để đưa ra những quyết định và để hiểu một cách lý trí. Bỏ qua những cái vấn đề chính trị liên quan đến vụ án này mà chúng ta rất là khó có thể nắm bắt và hiểu một cách ngọn ngành. Chỉ cần đọc báo cáo tài chính, nắm những con số của ngân hàng SCB là chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được vấn đề và chúng ta sẽ không bị ngạc nhiên bởi những thông tin báo chí đưa ra. Bây giờ chúng ta thử tổng kết những con số này một chút xíu. Tính tới thời điểm tháng 6 năm 2022 là thời điểm cuối cùng mà SCB công bố báo cáo tài chính thì tổng tài sản của ngân hàng này là 761.000 tỷ, vốn là 23.000 tỷ. Tổng tiền gửi của khách hàng là 594.000 tỷ. Trong khi đó, tổng số tiền cho vay cho khách hàng là 395.000 tỷ. 22 con số cũng rất là đáng quan tâm trong báo cáo tài chính của SCB, đó là những khoản lãi phải thu nó nằm ở trong tài sản khác của SCB lên đến 115.000 tỷ. Và các tài sản khác và giấy tờ khác không nằm trong bảng cân đối kế toán cũng được báo cáo ghi nhận là 110.000 tỷ. Đối với những người trong giới tài chính thì chỉ cần nhìn những con số này thôi cũng thấy đang có rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất là về tỷ lệ vốn trên tổng tài sản. Chưa tính đến tính chất rủi ro của những tài sản trong ngành ngân hàng thì tỷ lệ vốn trên tổng tài sản của SCB là 23.000 tỷ trên 761.000 tỷ, là 3%. Đây là một cái tỷ lệ rất là thấp so với quy định của ngân hàng nhà nước cũng như so với quy định của các ngân hàng khác. Ví dụ như ở Vietcombank thì tỷ lệ này đang là 9%, ở các ngân hàng Vietinbank và BIDV đang là 6%, và hầu hết các ngân hàng cổ phần khác đều ở mức từ 8 đến 10%. Đặc biệt là Techcombank thì tỷ lệ này lên đến 16%. Như vậy thì chỉ cần nhìn cái tỷ lệ vốn trên tổng tài sản thôi thì gần như chắc chắn là SCB đã vi phạm quy định về mức độ đủ vốn của ngân hàng nhà nước. Đối với ngân hàng nhà nước, đối với chính sách, về mặt chính sách thì ngân hàng nhà nước đưa ra một cái mức độ đủ vốn. Trong đó mức độ đủ vốn thì có tính đến những cái hệ số rủi ro của tài sản. Thì tỷ lệ này đang là 9%. Và đây là một cái vi phạm rất là rõ ràng trong ngành ngân hàng. Và nó thể hiện cái mức độ rủi ro rất là lớn của ngân hàng SCB. Một cái tỷ lệ khác mà chỉ cần nhìn đây thì những người trong ngành ngân hàng cũng có thể tính sơ qua và thấy có một cái vấn đề rất là lớn. Đó là tỷ lệ cho vay trên tiền gửi, Loan to Deposit Ratio, LDR. Tỷ lệ này ở ngân hàng SCB đang là 395.000 tỷ trên 594.000 tỷ, tức là khoảng 65%. Đây là một tỷ lệ quá thấp để một ngân hàng có thể kinh doanh hiệu quả. Chúng ta biết là ngân hàng thì họ kinh doanh, họ kiếm lời bằng cách cho vay, và để hưởng cái lãi suất chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi tiết kiệm và lãi suất cho vay, thì một cái ngân hàng mà chỉ cho vay 65% tổng cái số tiền gửi của khách hàng thì rõ ràng là ngân hàng đó không thể nào có lời được. So sánh với các ngân hàng ở trên thị trường chứng khoán thì cái tỷ lệ LDR này nó thường ở mức tối thiểu là 85%, và rất là nhiều ngân hàng thường sẽ cố gắng max out, tức là tối đa hóa cái tỷ lệ này lên đến 100%. Ví dụ như là Vietcombank thì tỷ lệ này là 85%. Hai ngân hàng Vietin và BIDV tỷ lệ này là khoảng hơn 100%, và các ngân hàng cổ phần khác cũng đều ở mức là khoảng 100%. Đó rõ ràng đấy là cái kim chỉ nam, tức là các ngân hàng họ phải max out cái tỷ lệ, hoặc nếu không thì họ cũng phải tối ưu hóa cái tỷ lệ mà ngân hàng nhà nước cho phép. Một cái điểm bất thường thứ ba mà cũng rất là dễ có thể nhìn thấy đó là dư nợ cho vay của SCB là 395.000 tỷ. Trong khi đó, lãi phải thu của ngân hàng mà chưa thu được là 115.000 tỷ, tính ra tương đương với 25% tổng số tiền phải vay. Nếu chúng ta giả sử một con số rất là đơn giản là lãi suất cho vay là khoảng 10% một năm cho các ngân hàng, cho các khoản vay, chúng ta làm một cái phép so sánh một cách đơn giản là nếu lãi suất cho vay khoảng 10% một năm cho các khoản vay thì trong gần 3 năm vừa rồi, SCB gần như không thu được một đồng lãi nào. Thì đây là một con số rất là khủng khiếp. Chứng tỏ rằng là khách hàng đã không có khả năng trả lãi và trả nợ trong 2-3 năm vừa rồi,
Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước thì chỉ cần quá hạn 90 ngày thôi là khách hàng đã bị trở thành nợ xấu rồi. Thế thì với một cái khoản lãi phải thu lớn như vậy thì rõ ràng là khách hàng của SCB đang ở trong tình trạng nợ xấu rất là lớn, ở một cái quy mô rất là lớn. Một cái điểm thứ tư mà rất là nhiều nhà đầu tư có thể bỏ qua khi mà nhìn vào ngành ngân hàng, đó là những cái tài sản nằm ngoài sổ sách, nó gọi là off balance sheet. Ngân hàng SCB cũng báo cáo là những cái tài sản khác và giấy tờ khác nó không nằm trong bảng cân đối kế toán lên tới 111.000 tỷ. Thì đây cũng là một con số rất là lớn, và vì chúng ta không có chi tiết nên chúng ta không biết là những cái giấy tờ khác và những cái tài sản khác đó mà được phép nằm ngoài sổ sách thì nó là cái gì. Rõ ràng là với một cái báo cáo mà có nhiều cái con số rất là bất thường như vậy, gần như là SCB họ không thể có khả năng kiểm toán. Và trong suốt 2 năm vừa rồi thì SCB đã không có một đơn vị nào, không có một cái báo cáo kiểm toán nào. Lần và lần cuối cùng họ có thể làm kiểm toán được là năm 2020, khi mà KPMG kiểm toán cho ngân hàng này. Một cái đặc điểm của ngành ngân hàng là tất cả các ngân hàng đều phải kiểm toán, mà trong 2 năm vừa rồi SCB đã không có khả năng kiểm toán, đã không thể gửi ra báo cáo kiểm toán, thì đây là một cái vấn đề rất là lớn. Chúng ta thử so sánh SCB với các ngân hàng đứng đầu trên thị trường chứng khoán để xem quy mô của ngân hàng này so với những ngân hàng khác như thế nào. Và do đó thì để giải quyết được cái bài toán SCB nó có khó hay không, trong ngành ngân hàng đơn giản nhất thì về mặt quy mô của một ngân hàng thì chúng ta thường so sánh tổng tài sản cũng như là cái tổng mức dư nợ cho vay khách hàng. Đối với SCB thì tổng tài sản của họ vào năm ngoái là 761.000 tỷ, so với khoảng 1.800 đến 2.000 tỷ ở các ngân hàng lớn như là Vietcombank, Vietinbank, BIDV thì SCB đang hơn 1/3 so với các ngân đó. Tuy nhiên so với các ngân hàng cổ phần khác như là Techcombank, MB, ACB thì tài sản của SCB là gần như tương đương với Techcombank và chỉ thua MB một chút xíu, và cao hơn ACB và các ngân hàng cổ phần khác như là VIB, HD Bank. Thì điều đấy chứng tỏ rằng là SCB về mặt quy mô là thuộc một trong 5 đến 10 ngân hàng lớn nhất trên thị trường Việt Nam. Trong khi đó, tổng số tiền cho vay cho khách hàng của SCB là 385.000 tỷ, thì lại thấp hơn khá là nhiều so với những ngân hàng mà cùng quy mô. Techcombank và MB Bank thì bây giờ họ đang cho vay khoảng 470.000 tỷ đến 500.000 tỷ, thì cái số tiền này ở SCB chỉ là khoảng 385.000 tỷ. Do so sánh này rõ ràng để chúng ta thấy là mặc dù là quy mô thì ngang nhau nhưng mà hiệu quả cho vay của SCB thì đang thấp hơn rất là nhiều so với các ngân hàng cùng quy mô. Cái điểm thứ ba chúng ta có thể so sánh là cái tỷ lệ, một cách rất là đơn giản thôi, là tỷ lệ lợi nhuận trên tổng số tiền cho vay khách hàng cộng với tổ chức tín dụng. Cái tỷ lệ này nó một cách nôm na là nó phản ánh cái biên lợi nhuận của các ngân hàng. Thì các ngân hàng cổ phần nó đang là khoảng 3-4%. Các ngân hàng lớn mà có sở hữu của nhà nước như Vietcombank, Vietinbank thì cái tỷ lệ này nó đang ở mức là khoảng 1-2%. Còn đối với SCB thì cái tỷ lệ này nó đang là 0%. Mà theo tôi thì 0% ở SCB nó cũng là một cái mức là cao. Tại vì đối với tỷ lệ LDR chỉ đạt 65% thì rõ ràng là SCB không thể có lời được. Chưa kể là cái số tiền lãi phải thu của SCB đang quá khổng lồ, chiếm đến 30% tổng tài sản của cái ngân hàng này. Thì đây là một con số rất là khổng lồ. SCB luôn nổi tiếng là ngân hàng trả lãi suất cao nhất trên thị trường. Và do đó họ có khả năng hút một cái lượng tiền gửi rất là lớn. Vậy thì khi mà mọi chuyện xảy ra như vậy, nhà nước sẽ giải cái bài toán SCB như thế nào? Khi mà bỏ qua yếu tố chính trị, thì thử bỏ qua những cái vấn đề liên quan đến chính trị, chúng ta thử phân tích những cái cách làm để xem rằng là liệu là nó có tác động đến nền kinh tế hay không. Trong tổng số 594.000 tỷ, SCB đã cho vay 385.000 tỷ. Rõ ràng số tiền tối thiểu mà ngân hàng nhà nước cần phải giải quyết đó là cái khả năng mất vốn của cái số tiền cho vay này, và phải xử lý được tối thiểu là 385.000 tỷ. Chưa kể đến những cái khoản lãi phải thu cũng như là cái khoản đầu tư chứng khoán là khoảng 98.000 tỷ. Thì chúng ta hy vọng là cái khoản đầu tư chứng khoán này nó chỉ là khoản đầu tư vào trái phiếu chính phủ mà thôi, và do đó thì rất là dễ có thể thu hồi và có thể biến thành tiền mặt để có thể trả lại cho khách hàng. Vậy thì với cái tính toán như vậy thì số tiền tối thiểu mà ngân hàng phải xử lý là khoảng 380.000 tỷ, tương đương với cái khoản tiền cho vay của SCB. Thì giải quyết bài toán SCB như thế nào? Cái cách đầu tiên và đơn giản nhất có lẽ là sẽ thu hồi tiền từ việc đấu giá những cái đất, những cái tài sản đã thu được trong vụ án này. Tuy nhiên việc đấu giá và bán được tất cả những cái tài sản này mất rất là nhiều thời gian, và đặc biệt trong cái giai đoạn kinh tế đang khó khăn như vậy thì việc đấu giá để thu hồi tiền về là càng khó khăn hơn nữa và mất rất là nhiều thời gian.
Một cách làm thứ hai mà chúng ta hy vọng là ngân hàng nhà nước sẽ không phải làm, đó là họ phải dùng cái ngân sách của chính phủ để đền bù cho khách hàng. Và ngân sách của chính phủ đến từ đâu? Nó đến trực tiếp đến từ tiền thuế của nhân dân. Như vậy là sẽ phải dùng tiền trả thuế của người dân, của các doanh nghiệp để xử lý cho vụ án SCB này và để trả tiền lại cho người dân. Thì có thể chúng ta sẽ không cảm nhận được một cách trực tiếp, nhưng mà thực ra cái tiền đó cũng là tiền của chúng ta để giải quyết vấn đề cho khách hàng, cũng là người dân. Cách giải quyết thứ ba, cách mà ngân hàng nhà nước đã dùng để xử lý những cái ngân hàng yếu kém trong mấy năm vừa rồi, thì thông qua hệ thống ngân hàng thương mại của mình, ngân hàng nhà nước họ sẽ giao cái việc xử lý hỗ trợ bắt buộc các cái ngân hàng yếu kém cho một số ngân hàng thương mại lớn. Và để đổi ngược lại thì những ngân hàng này sẽ được ưu đãi về mặt chính sách để có thể phát triển và để có thể tăng trưởng nhanh hơn so với các ngân hàng trong ngành. Vậy thì các ngân hàng thương mại họ sẽ hỗ trợ bằng cách nào? Theo tôi, cách đơn giản nhất là các ngân hàng thương mại này họ sẽ cho SCB vay, tạm gọi là vay liên ngân hàng với một mức lãi suất rất là thấp để có thể chi trả cho khách hàng khi mà đến hạn, đến thời kỳ đáo hạn cho cái khoản gửi tiền gửi và tiết kiệm. Hiện tại tính đến thời điểm của quý 3 năm 2023 thì tổng cái số tiền cho vay và gửi ở các tổ chức tín dụng ở ba ngân hàng lớn là Vietcombank, Vietinbank và BIDV là 770.000 tỷ. Tổng số tiền cho vay liên ngân hàng ở các ngân hàng thương mại cổ phần, ví dụ như là Techcom, MB, ACB vân vân, ở năm cái ngân hàng lớn mà tôi thử đưa ra ví dụ ở đây là khoảng 334.000 tỷ. Như vậy là 10 cái ngân hàng đứng đầu, khoảng 8, như vậy khoảng 8 cái ngân hàng đứng đầu thì đã cho vay liên ngân hàng lên đến khoảng 1.100.000 tỷ. Vậy thì với 384.000 tỷ cần phải xử lý thì rõ ràng đây là một con số rất là lớn, bằng 1/3 cái số tiền cho vay liên ngân hàng của những ngân hàng đứng đầu trên thị trường. Do đó thì để mà giải quyết được bài toán SCB thì rõ ràng là không thể nào một hoặc hai ngân hàng gánh vác được, mà rõ ràng là ngân hàng nhà nước phải cần một hệ thống các cái ngân hàng lớn cùng hỗ trợ, cùng giải quyết. Và việc giải quyết này chắc chắn là cũng không thể trong vòng một sớm một chiều được. Để mà có thể xử lý 384.000 tỷ này, chắc phải mất đến 3 năm đến 5 năm để các ngân hàng có thể cùng nhau hỗ trợ xử lý. Và tác động đến các cái ngân hàng thương mại cổ phần là có. Tại vì với 385.000 tỷ này, giả sử mỗi ngân hàng, tính trung bình ra mỗi ngân hàng phải cho vay khoảng 50.000 tỷ, thì rõ ràng là đây là cũng là một con số rất là lớn. Thay vì 50.000 tỷ này cho khách hàng bên ngoài vay với một mức lãi suất có thể kiếm lời được, thì các cái ngân hàng thương mại họ phải chịu gần như là không có lãi suất, và do đó thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của các ngân hàng. Để đổi lại, ngược lại thì các ngân hàng này họ sẽ được những cái ưu đãi về mặt chính sách, mà cụ thể nhất là ví dụ như là được cái room tăng trưởng tín dụng lớn hơn, cao hơn những ngân hàng không tham gia hỗ trợ. Và khi đó thì việc tổng tài sản, tỷ lệ cho vay, khách hàng cũng phát triển một cách nhanh hơn, và họ có thể dùng cái khoản lợi nhuận đến từ cái việc tăng trưởng đó để có thể bù đắp được cho cái phần hỗ trợ mà họ tham gia hỗ trợ những cái ngân hàng yếu kém như SCB. Theo tôi thì việc ngân hàng nhà nước đã xử lý vấn đề SCB cũng khá là êm thấm. Tại vì đối với một ngân hàng lớn như vậy, với cái tổng tài sản và tỷ lệ cho vay, với quy mô tài sản và quy mô tiền gửi lớn đến như vậy mà không gây ra những cái lo ngại, những cái hiệu ứng domino, những cái lo lắng trong công chúng, thì theo tôi đó là một cái thành công của ngân hàng nhà nước. Tiếp theo, để hỗ trợ cho khách hàng trong giai đoạn này thì đây là một cái bước tiếp theo mà cần khá là nhiều thời gian để ngân hàng nhà nước cũng như các ngân hàng thương mại tham gia vào việc hỗ trợ bắt buộc. Một cái bài học chúng ta có thể rút ra được từ cái thông tin lần này, đó là những thông tin này nếu mà đọc báo cáo tài chính, nếu mà phân tích, nếu mà hiểu kỹ về doanh nghiệp thì chúng ta hoàn toàn không bất ngờ và không bị những cái tin tức vào cuối tuần khiến cho chúng ta ngạc nhiên. Do đó khi mà đầu tư tài chính, đầu tư cổ phiếu thì việc gần như là bắt buộc đó là chúng ta cần phải đọc và hiểu báo cáo tài chính, hiểu những con số để không bị đưa đẩy bởi những thông tin mà đưa ra quyết định một cách rất là lý trí cho bản thân mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái podcast tiếp theo để chúng ta cùng nhau phân tích và hiểu kỹ hơn về những cái doanh nghiệp đang lớn ở Việt Nam. Hãy đăng ký hệ thống kênh của Học viện AYP với hơn 1,1 triệu subscribers để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.